Chung về con xe này thì mình phải gọi là quá chí mừng luôn. Một kích thước to, nhiều tính năng, đầy đủ, không thiếu gì cả. Chỉ thua những con xe với mức giá cao hơn, đó là nó sẽ không có khói này và không thể bắn đạn. Đó, như vậy thôi. Còn tất cả còn lại những con xe kia, cái gì làm được thì con này hoàn toàn có thể làm được nha. Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn một cái con xe tăng điều khiển từ xa. Sẽ có hai mẫu, mình sẽ để cho các bạn cái phần bên này. Đó, các bạn xem hai mẫu đó thì anh em nào muốn mua thì có thể truy cập link kết ở trong phần mô tả video nha. Lựa mẫu, mình thì lấy mẫu rẻ nhất, mẫu kia thì mắc hơn mẫu này khoảng 100.000. Rất là to nhưng mà chỉ sử dụng pin là 3.7V nha. Đây là cái phần tay remote của nó đây. Ủa, sao giống có điều tóc quá vậy? Các bạn sẽ không nghe tiếng cạch đâu nha. Có rất nhiều nút bấm ở trên này. Nút on off, hai nút này. Wow. Dạo này mấy cái hãng nó thường cho thêm pin quá nha. Ưng thật sự luôn. Rồi, con này có chớp như thế này thì có thể là sóng 2.4GHz nha. Rồi, cái phần đầu pháo này của mình thì nó bị gãy rồi mọi người. Hồi nãy phích lại thì dán không dính. Nên là tí mình sẽ dán keo nến vào sau nha. Cái này thì cũng có nhiều trường hợp là bị gãy cái này rồi. Và phụ kiện của nó thì sẽ có 3 cái đơn giản thôi. Đó là một cái cục sạc pin, một cái viên pin 18650 với dung lượng là 1200mAh và điện áp là 3.7V. Pin cũng tương đối đầm tay và một cái tua vít để các bạn mở này. Và với cái viên pin 18650 với dung lượng 1200mAh này thì nhà sản xuất cho chúng ta biết là chúng ta có thể chơi con xe này với cái thời gian chơi là khoảng 40 phút và có thể lâu hơn. Và cái tầm sóng điều khiển của con này là 20-25m. Bây giờ như vậy là chúng ta đã xong về phần phụ kiện. Tiếp theo chúng ta sẽ đến đó là phần xe. Đây là một chiếc xe tăng khá là to. Cái bề ngang của nó thì mình có thể đo cho các bạn xem. Chưa cả cái nòng súng thì khoảng là 33cm. Còn nếu chúng ta cởi luôn nòng súng thì khoảng 40cm nha. Và những cái chi tiết mà được dập nổi phía trên này thì mọi người có thể xem này. Rất chi tiết nha, không có ba dớ, tuyệt vời. Mọi chi tiết từ sẻn búa đều có hết nha. Anh em có thể nhìn tháp pháo này. Có mọi thứ đầy đủ và mình rất thích cái màu này. Con này thì mọi người có thể độ được rất nhiều bởi vì là tỷ lệ to và không gian phía trong chắc chắn nó cũng sẽ nhiều hơn. Thì mọi người làm được nhiều thứ. Thứ nhất là con này nó không có khói này. Nếu mà nhìn ở phần sau đích đó, thì các bạn sẽ không thấy có chế độ khói đâu nha. Thì phần khói thì mọi người có thể độ thêm và nó văng bà luôn cái độ súng ngoài kia rồi. Khó chịu thế nha. Đó. Phần phía trước này các bạn cũng sẽ có được hai cái đèn nha. Trang bị sẵn được hai cái đèn luôn, rất là sáng. Và thêm một cái điểm nữa, đây là phần dây xích này. Dây xích được làm bằng cao su nguyên khối chứ không phải là từng cái gắp vô đâu nha. Có thể là để tiết kiệm chi phí và giá thành thì ta sẽ sử dụng cái loại dây xích này. Nhưng mà mình thấy là mình thích loại dây xích này hơn. Bởi vì khi bạn chơi một thời gian lâu á, sợi xích mà nó có ốc á thì nó sẽ bị rỉ sét. Đặc biệt là anh em đi mưa nữa, chơi dưới nước nữa thì chết luôn. Còn với cái loại này thì bao chơi nha. Chỉ còn thêm một điều nữa là do giá rẻ cho nên là những cái phần này á, nó sẽ không có phụ giảm sóc nha. Nhưng mà thêm một cái này cũng khá đáng khen với cái hãng sản xuất làm cái này. Đó là phần remote và phần tay điều khiển này. Giả điều tóc nha. Các bạn sẽ không nghe cái tiếng cạch đâu nha. Cái việc này nó sẽ giúp tăng cái trải nghiệm chơi của bạn tốt hơn nha. Thay vì các bạn nghe cạch nhưng mà nó không đâu. Không nghe một tiếng gì hết, giống như là những cái tay mà có điều tóc nha. Phần trên này là những cái nút bấm này. Nút này là sập bắn này. Hai nút này là quay tháp pháo trái phải. Còn phần này là gun, có thể là phần cây súng hay sao ấy. Rồi, ở phía này các bạn sẽ có thêm hai cái nút. Cái nút này là cái nút dùng để các bạn up down của cái này này, của cái nòng súng ha. Nòng súng này có thể nâng hạ được luôn nha, rất là đáng tiền. Còn bên này là chúng ta sẽ bật nhạc này. Bật giai đoạn âm thanh ấy, giờ mình sẽ cắm vô các bạn xem nha. Đây là khoang pin của nó và khoang pin cũng rất là to. Mọi người hoàn toàn có thể độ thêm nhiều viên pin 18650 vào đây để chơi cho nó lâu hơn nha. Ủa?
Rồi ở phần công tắc ở chỗ này á, thì các bạn sẽ có là 3 nắp luôn nha. Thì mình chưa biết công dụng của cái công tắc này làm gì, nhưng mà ở nắp giữa thì sẽ là bật đèn đó. Rồi như vậy là mình đã lắp pin vào rồi. Bây giờ chúng ta cùng xem con xe tăng này làm được gì nha. Đầu tiên này, rớt cái mỏ rồi anh em ạ. Và con này nó có hai chế độ âm thanh, các bạn sẽ bật tắt ở chỗ này. Âm thanh đầu tiên sẽ là âm thanh khởi động xe, cũng như là âm thanh chạy và tiếng súng bắn. Và âm thanh thứ hai đó là âm thanh tắt máy xe. Bây giờ mình thử bật giả lập lên, bắn súng nha. Thì trên này nó sẽ còn hai nút, một cái nút là bắn pháo chính này, và cái nút kênh này là bắn súng máy nha. Giờ anh em bật cái, để bình thường thì các bạn sẽ không nghe gì đâu. Đó, khi bạn bật âm thanh lên thì các bạn mới nghe được nha. Và đó là tất cả những tính năng mà con xe này có thể làm được, gói gọn trên cái remote này. Vẫn cố được nhưng mà hơi quá sức. Chung về con xe này thì mình phải gọi là quá chí mừng luôn. Một kích thước to, nhiều tính năng, đầy đủ, không thiếu gì cả. Chỉ thua những con xe với mức giá cao hơn, đó là nó sẽ không có khói này và không thể bắn đạn. Đó, như vậy thôi. Còn tất cả còn lại những con xe kia, cái gì làm được thì con này hoàn toàn có thể làm được nha. Con này với cái kích thước to như thế này thì các bạn có thể độ được rất nhiều thứ vào trong con xe này nha. Bởi vì nó to mà, cho nên không gian ở phía trong nó sẽ rộng, và các bạn muốn bỏ cái gì vô đó thì bỏ nha. Tăng này mà độ FPV lên thì chơi phải gọi là bao phê luôn đấy các bạn.